Phần view dữ liệu hôm trước thì anh không nói đến nữa. Bây giờ anh chuyển thẳng vào cái phần thêm mới luôn. Đúng không? Thì anh đang sử dụng một cái bảng gọi là bảng môn. Cái bảng môn của anh có một trường ID này. ID tức là trường khóa chính tự tăng. Cái trường này chúng ta không thêm, không sửa. Trường thứ hai là trường mã môn, trường tên môn, trường số tiết của trường thứ tự. Tức là anh có 5 trường nhưng mà chỉ có 4 trường là để thao tác thêm và sửa thôi. Đúng không? Và thì bây giờ để thực hiện cái form thêm mới ấy, thì ở tại cái lớp controller anh mới viết một cái action này dùng để khởi tạo ra một cái form, đúng không? Trong cái form là chúng ta mới viết các cái control để chúng ta xử lý nhập liệu, đúng không nhỉ? Thì đây anh mới viết như sau này. Anh viết là gì? Public action. Đây là create. Cái action này nó chỉ đơn giản là trả về view thôi. Để view lên thôi, đúng không? Đấy. Thì bây giờ anh mới tạo một cái view ở đây. Add view. Đúng không? Ở đây thì vấn đề cái master chọn add. Đấy. Thế thì ở tại cái màn hình này thì anh mới sửa cái tiêu đề là gì đấy? Màn hình thêm mới môn học. Đúng không? Dưới này thì anh mới tạo cái thẻ table cho này, anh cho tr td đây, anh mới có cái gì đây, mã môn, đúng không? Mã môn 2 chấm đây là gì, tên môn. Còn đây là gì đây? Số tiết, đúng không? Đây là thứ tự. Đây là cái phần label, đúng không nhỉ? Sang cái phần thứ hai là phần nhập liệu. Nhập liệu thì anh ở đây anh mới dùng cái gì đây? A cộng HTML chấm gì? À, anh dùng cái textbook. Mở đóng ngoặc ở đây là tên, là anh đặt tên cho nó là txt mã môn, đúng không? Tương tự như vậy, ở đây anh có là gì, a cộng html chấm textbook mở đóng ngoặc, tức là anh đặt là txt tên môn. Số tiết anh cũng làm tương tự. TXT số tiết, thứ tự cũng vậy. Thứ tự, đúng không? Thế là anh có một cái nút dạng input file là bằng submit, đúng không? Ở đây anh có là name bằng cái gì nhỉ, insert value bằng insert. Đấy, thì bây giờ em phải để các cái control này vào trong thẻ là a cộng using HTML
chấm như đây, begin form. Ở đây phải có gì nữa, đóng vừa một nó cho, tức là nhét nó vào gọi là thẻ form đúng không. Ở bên ASP.NET thì có gì, form đúng không. Còn đây thì các em để nó trả về là begin form, hay là khởi tạo cái form. Thế bây giờ khi kích vào cái nút insert, thì kích vào nút insert ở đây thì chúng ta phải lấy được cái dữ liệu ở trên các cái textbook này để ghi vào database đúng không nhỉ. Muốn làm được cái thao tác đấy thì ở bên này, bên controller, anh lại viết tiếp một cái action nữa, nhưng mà action này là action trả về dạng HTTP port, tức là để nó port dữ liệu từ bên view sang đúng không. Anh ấy mở đóng ngoặc đây là HTTP port, tên hàm hay là tên action thì trùng với cả cái tên action ở trên, trùng với cả tên của view đúng không. Public action create. Với cái action này thì nó có hai cái đối số. Đối số thứ nhất là cái from collection, from collection anh đặt tiếp cho nó là tên là collection. Đúng không? Đối số thứ hai là cái lớp đại diện cái bảng chúng ta cần thao tác. Anh đang xử lý là môn đúng không? Thì anh có đây là môn, tên là môn nhỏ. Đúng không nhỉ? Đây là các cái đối số cần thiết. Bây giờ anh mới lấy dữ liệu từ bên form sang. Để lấy dữ liệu bên form sang thì anh khai báo các cái biến tương ứng với các cái trường ở trong cái lớp môn này. Cái biến tương ứng đây, mã môn tên, môn số thứ tự, số tiết, mã môn tên, môn số tiết, số thứ tự đúng không. Anh return đã, trả về một cái gì đấy đã, anh cứ trả tạm thời, anh trả về view đã nhá, để nó khỏi lỗi đúng không. Thế ở đây anh mới khai báo gì đây, string mã môn bằng cái gì đây, bằng collection mở đóng ngoặc vuông, lấy cái tên là txt mã môn bên kia sang. Rồi tiếp tục anh này làm là string tên môn, khai báo biến tên môn bằng collection, đây là txt tên môn. Tiếp tục bên này là in đúng không, số tiết với thứ tự là in, thì anh ở đây là gì đây, in số tiết bằng gì đây, in chấm per đây là collection. Số tiết tương tự như vậy, in gì đây, thứ tự bằng in chấm collection txt thứ tự, trên này txt số tiết nha, đúng không. Như là chúng ta đã lấy được dữ liệu từ bên màn hình giao diện sang đúng không nhỉ, từ bên view sang. Nhưng mà bước tiếp theo là gán dữ liệu từ các cái biến này vào các cái biến mà chúng ta khai báo ở bên này, gán dữ liệu vào đây để chúng ta thêm vào. Thì ở đây chúng ta làm gì đây, môn chấm mã môn bằng mã môn này là mã môn ở đây đúng không. Đây để là s đi, s đây là y đúng không, y dễ, đây là s mã môn đúng không, môn chấm tên môn
bằng S tên môn, môn chấm số tiết bằng Y số tiết. Đúng không? Môn chấm thứ tự bằng Y thứ tự. Xong rồi. Đoán dữ liệu xong rồi thì làm tiếp theo làm gì đây? Anh mới gọi gì đấy? Có phải chấm S không? Này à? Có phải không? Có phải không? Index. Bây giờ anh mới thử nha. Đứng tại cái trang danh sách môn này, anh mới tạo một cái là gì, a cộng html chấm action link, đúng không? Đây chúng ta gọi là gì đây, đây là môn đúng không? Còn bên trái là gì đây, progress. Anh review anh chạy thử nha. Review nào. Chạy thử lên đúng không? Đây anh kích vào nút create đúng không? Sẽ không có môn trong môn. Sẽ lại môn trong môn nhỉ? Nhầm. Chỗ này mới là môn đúng không? Chỗ này mới là create. Cái này mới đúng. Thiếu mất một đối số. Tạo mới này. Mã môn tên môn số tiết thứ tự đúng không? Anh nhập mã môn này. MVC4 lập trình website bằng MVC4. Số tiết là ví dụ anh để nó là 15, thứ tự anh để nó là 5 chẳng hạn. Insert anh lưu vào. Có dữ liệu ở đây chưa? Có chưa nhỉ? Đây này, sau này ra hai dòng. Tại sao lại ra hai dòng? Thử thêm lại lần nữa đúng không? SQL quản lý cơ sở dữ liệu MS SQL server chẳng hạn, số tiết anh để nó là 40, thứ tự anh để là 6. Insert đúng chưa? Thì chèn SQL, anh đọc từ SQL lên đây thì chẳng phải là chèn SQL gì nữa. Có thể đây được lấy từ SQL ra đây. Đây
Đây có đúng đọc đấy anh, cái SQL ra không? Hả? Có lệnh nào? Có lệnh nào dữ liệu ra? Ôi. Thì anh quan tâm gì việc là sản phẩm hay là bảng gì, đúng không? Chỉ cần lấy dữ liệu vào, lấy dữ liệu ra và insert dữ liệu vào, còn bảng nào thì quan tâm làm gì, đúng không? Đừng quan tâm cái bảng gì, chỉ quan tâm rằng là chúng ta đang thêm mới dữ liệu vào đây. Còn thêm cái bảng nào chúng ta làm việc sau này, em đi làm đơn, phần mềm em làm hàng chục cái bảng, trăm cái bảng thì em làm sao biết được bảng nào, đúng không? Cái việc chính của anh bây giờ là hướng dẫn cho các em thêm dữ liệu vào database, đúng không em? Thông qua các cái câu lệnh, qua các cái cách xử lý. Ví dụ bây giờ anh thêm một cái nữa, ở đây là chưa có HTML, chưa có Photoshop đúng không? Thêm mới này. Anh nhập đây là CS xử lý ảnh bằng Photoshop. Số tiết là anh để là 45, thứ tự là anh để là 7. Insert vào đây, thêm được một dòng dữ liệu, đúng không? Đây là anh đang nói ở đây là anh hướng dẫn các em là thêm mới dữ liệu vào database, đúng không nhỉ? Thì nếu như mà kiểm tra database gì ở đây, anh mở database lên anh thử kiểm tra là biết ngay gì đâu. Sao em? Không có, anh lưu vào đâu? Anh có lưu vào anh email đâu mà anh có đọc được email ra đâu? Em thấy anh đọc ở đây là đọc từ database đúng không? Ô thì lấy rõ ràng là từ database liên quan đến email đâu? Sao lại mang cái việc ở trường đến công ty làm gì? Đây, xem database chúng ta đã xử lý được database bảng nào đây. Chúng ta đang sử dụng cái database là có tên là F1 mua ship trừ DB, đúng không? Bảng môn, đúng không nhỉ? Bây giờ anh mới tìm đến F1 mua ship trừ DB ở đây. Anh mới select cái bảng môn ra anh xem nào. Anh viết câu lệnh ở đây. Select sao from môn, đúng không? Thì bây giờ anh có đây, anh có 6 cái sản phẩm đây, à 6 cái môn học đây, đúng không? Thế bây giờ anh thêm một môn nữa, nó xem nó có ở đây không nhá. Thêm mới, đây là ví dụ như là C cộng cộng chẳng hạn, lập trình C cộng cộng, số tiết là 20, số thứ tự là 8. Insert có đây rồi đúng không? Ra đây SQL lại xem có chưa, đấy đúng không? Chúng ta đang làm việc thao tác từ ở trên web để lưu ở database, đồng thời đọc từ database ra web. Đây là đọc từ database ra web này, đúng không nhỉ? Hôm trước là làm view đúng không, chỉ lấy ra. Hôm nay là làm quản lý là gì, thêm sửa xóa thông qua lưu vật tư dữ liệu vào SQL server chứ không phải XML như các em học ở trường, được chưa? Đấy, làm đi, tí nữa anh hướng dẫn thêm phần sửa.